Một người đã chết sau vụ tai nạn lao động lật xe máy múc xảy ra tại hầm khai thác đất thuộc địa phận thôn Thuận Bình, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 27 tháng 11 năm 2019, anh Nguyễn Văn Sáng, 21 tuổi, đang điều khiển xe máy múc thi công tại khu vực này. Khi vừa múc đất chất đầy lên chiếc xe tải, bất ngờ bánh bên trái của máy múc bị trượt khiến cả xe bị lật nghiêng xuống hố đất bên cạnh. Hoảng sợ, tài xế Sáng mở cửa cabin nhảy ra ngoài. Tuy nhiên, cùng lúc này, xe máy múc cũng lật xuống hố, đè lên người tài xế Sáng khiến anh chết tại chỗ. Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Đồng Phú đã đến hiện trường điều tra làm rõ vụ tai nạn.